Chào các bạn đã đến với bài số 44 trong khoa học lập trình dự án thực tế với Angular MVC và Web API. Chúng ta có bài trước chúng ta đã dựng layout và ghép layout giao diện vào layout. Bài này chúng ta sẽ tạo một trang danh sách. Nhưng trước khi mà làm thì chúng ta sẽ đưa ra các bước thực hiện và fix cái lỗi giao diện ở bài trước. Tạo mới trang danh sách sản phẩm tại controller và sử dụng skip text để phân trang, sau đó hiển thị phân trang tại view và hiển thị số trang mong muốn khi mà có yêu cầu nhiều hơn số trang. Ví dụ như là có 100 trang thì các bạn chỉ hiện 5 trang thôi chứ không hiển thị tất cả. Bài thực hành của chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ xem lại cái code ở bài nhánh số 43. Chúng ta sẽ tạo ra cái nhánh số 44 sau khi mà làm xong. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ tạo mới, chúng ta sẽ xem cái link gốc của nó. Ở đây nó sẽ có một cái div header, container và footer, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chạy trang chủ thì nó không sao, nhưng khi mà chúng ta chuyển sang trang mới thì nó sẽ bị lỗi. Cái HTML này nó không được clear cho lắm thì chúng ta sẽ fix nó cho đúng theo cái mà chúng ta, đây là trang chủ nhưng khi vào trang con thì nó bị lỗi. Mình sẽ fix như sau. Cái container này nó yêu cầu phải được bao toàn bộ phần header. Phần header để riêng rồi, chúng ta để riêng ra phần header đây rồi, nó là một cái toàn bộ cái div header này. Phần container ở giữa, phần đến phần home product này chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không cần phải cái render nữa. Bởi vì là nó đã nằm ở trong cái phần index rồi. Tiếp theo là đến footer luôn. Ở đây chúng ta sẽ bỏ đi một cái fix. Chúng ta có footer này. Ở giữa header của chúng ta sẽ có phần trong phần container chúng ta có sugrid. Sugrid nó nằm ở trong render body rồi. Chính là cái header này, cái sugrid. Tí chúng ta sẽ fix. Cái thứ hai đó là socket. Socket thì chúng ta để vào trong category này, cái div socket này đây rồi. Chúng ta sẽ để thứ hai sau container và thứ ba. Cuối cùng mới là clear fix, một cái div clear fix ở đây. Và cuối cùng là footer. Đó. Định nghĩa của chúng ta sẽ như thế này. Tiếp theo, đây chính là phần body rất gọn. Phần index của chúng ta sẽ không có cái section này. Mà section này trước chúng ta có comment cái phần kia lại rồi xóa đi. Rất để thu lại. Chúng ta nhìn thấy là trong cái sugrid này chúng ta có một thẻ walk in và bên ngoài sẽ là các cái home product. Thì cái home product này chúng ta sẽ, đây là phần slide này, đóng cái thẻ walk in lại, đóng walk in lại và bên ngoài chúng ta sẽ đóng luôn cái div sugrid vào. Sau đó chúng ta sẽ copy cái phần section này để các bạn nhìn là cái walk in này nó sẽ nằm ở sau walk in thì sẽ đến cái sugrid này, chúng ta sẽ xóa section này đi và chúng ta paste cái mà chúng ta vừa mới tạo đây, sub block left các cái div canju kd để format lại code. Rồi, walk in xong đến product su, cái này thì xóa rồi, còn product left và hai cái product left chúng ta sẽ chạy thử. Ok, cái này nó bị lỗi một chút. Chúng ta sẽ xem cái kết cấu hiện tại nó ok chưa. Chúng ta có một cái footer này, một cái socket, container, header này, container, socket. Chúng ta xem cái chính xác của nó là gì. Header, container và
sau đến footer. Thì ở đây chúng ta thấy là header, chính của nó là header container. Đáng nhẽ chỗ này phải đến footer, xong đến clear fix. Ở đây chúng ta sẽ xem cái này header này, header đây, container đây, footer. Header, container, footer. Header đây, container đây, footer luôn. Sau mới đến clear fix, clear fix ở dưới cùng đằng sau footer. Còn cái socket này, cái socket này thì nó sẽ nằm ở trong đằng sau cái subgrid, tức đằng sau cái body và nằm trong container. Chúng ta sẽ để cái socket ở đây. Đó. Nó sẽ chạy thử. Đó, nhìn nó đã được fix lỗi rồi. Chúng ta sẽ xem cấu trúc của nó như thế này. Chúng ta fix ở hai file. File layout chúng ta đặt đúng theo cấu trúc của thằng. Đôi khi HTML sang đấy nó có một số, các bạn sẽ soi cấu trúc của nó hai bên với nhau thấy giống nhau nó ok, bởi vì nó đôi khi nó bị lỗi giao diện. Không sao cả, chúng ta học được cách fix lỗi và chúng ta fix ở trang index này. Ở vào Visual nó báo rất kỹ là cái nào thiếu thể đóng thể mở nó đều báo. Ok. Vậy chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái trong controller của chúng ta có phần product controller. Chúng ta sẽ tạo add một cái view cho phần category, tức là danh mục sản phẩm. Ở bài trước chúng ta đã rewrite URL rồi. Chúng ta chọn cái của nó là list, template list, nó tự sinh ra cái HTML mẫu thôi. Không dọn không sao. Cái này là product view model, list product view model. Các bạn chọn list thì nó sẽ khai báo sẵn cho các bạn. Add một cái. Nó sẽ tự sinh ra cái view có tên là category ở trong product, từ một product của view. Đây là sẽ khai báo cho các bạn sẵn một cái list, một cái thuộc tính layout để chỉ ra cái layout của nó và tiêu đề của trang. Đây chúng ta có thể xóa cái mẫu đi. Sau đó chúng ta vào phần template, các bạn chọn product, các bạn nhìn thấy là list của nó đây. Các bạn có thể vào edit notepad thu lại. Chúng ta có cái div ở giữa bên trong controller là woman product. Chúng ta sẽ lấy cái toàn bộ cái div này. Cái div này chính là div ở giữa đằng trước cái socket. Chúng ta chỉ cần cho vào cái này là lập tức là nó sẽ nằm gen lại ở trong kia. Bây giờ chúng ta chạy thử. Bấm vào từng danh mục sản phẩm. Bài trước thì chúng ta đã rewrite URL rồi. Bài này chúng ta chỉ click vào thôi. Chúng ta sẽ đặt một cái ở đây để lấy xem lấy đúng ID không. Giày dép lấy ID 7. Đó, đã ghép thành công. Và đây là danh mục sản phẩm. Chỗ này chúng ta có tổng bao nhiêu sản phẩm. Sorting, chúng ta có sort theo popular, tức là bán chạy, hoặc là sản phẩm hot của chúng ta, mới, sản phẩm giảm giá, giá của chúng ta có là đang sắp xếp theo cái gì. Chúng ta sẽ thực hiện. Ở đây chúng ta sẽ có mấy cái bị lỗi thì chúng ta sẽ xem lại. Woman này, đây là cái tiêu đề, phần tiêu đề search bên này, grid product. Chúng ta fix lại cái HTML chút. Nó viết không được chuẩn lắm. Ok. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ chạy thử một cái. Đây nó đang vào trang danh mục sản phẩm. Bây giờ chúng ta chỉ việc đọc dữ liệu ra thôi. Chúng ta đọc dữ liệu ra thì chúng ta chỉ cần lấy đúng một cái div
đốt deep của chúng ta đây, mỗi cái product của chúng ta là một cái grid, và cuối cùng là cái clear fix. Thì cái woman product này của chúng ta sẽ có, đây là grid product, chúng ta sẽ xóa thử mấy cái này đi. Có hai sản phẩm, chúng ta xóa thử mấy cái deep thừa đi, chỉ cần chỗ này hiển thị một sản phẩm là ok. Nhưng mà bị lỗi, chúng ta sẽ xem lại chỗ này. Women product nó bao sẵn rồi nhưng mà vẫn bị chừa mấy cái này ra, chúng ta sẽ xóa đi, xong chúng ta sẽ làm lại tên shop này. Kết nối footer, chúng ta sẽ lấy nguyên cái deep woman product này, deep woman product đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem từng thành phần một. Thì chúng ta ở đây có mỗi một cái product kit này, chúng ta sẽ content sau đến product kit, và kit nó bao toàn bộ sau đến clear fix cuối cùng. Thì ở đây chúng ta xem cái woman product này, sau đến content nó sẽ kit product sẽ bao toàn bộ, kit product bao toàn bộ. Chúng ta xem left chỗ này chúng ta thiếu, ở đây chúng ta sẽ có một cái product kit, sẽ bỏ mấy cái này đi. Cuối cùng là product kit bỏ hết đi, chúng ta chỉ cần giữ lại cấu trúc của nó thôi. Cấu trúc của nó là clear fix nằm bên trong, có lẽ là do cái template này nó không được chuẩn cho nên chúng ta sẽ mất nhiều công fix hơn một chút. Git product một cái bên ngoài cũng xóa ra, nhìn xem git product xong mới chỉ có content và git product thôi, còn bên trong thì chỉ có clear fix. Clear fix nó sẽ nằm bên trong này, và cái deep này, deep left này nó sẽ bao đến đâu, deep content box rồi, xong đến một cái thẻ A single, và thẻ này nó sẽ bao cái thẻ A đấy. Deep left bao bên ngoài cái thẻ A, ok chúng ta sẽ thêm một cái tiếp đây thử xem có lỗi gì không. Đó, không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần sửa lại phần cấu trúc HTML cho nó chuẩn là được. Product kit mỗi một cái này sẽ là một sản phẩm, vậy chúng ta sẽ for x luôn ở đây đi, chúng ta for x và product in model. Mặc dù chưa có controller nhưng chúng ta vẫn tạo được view bình thường. Tôi đọc nó ra ở đây là va một cái URL bằng,
Sản phẩm của nó thì có đường link là product.aliad. Tên của sản phẩm của nó đây sẽ là aliad, xong đó chấm p và trừ id, chấm p trừ cái id, product chấm id. Xong chúng ta sẽ gán cái html vào đây, gán url vào đây. Nhiều chỗ dùng url thì chúng ta khai báo trên cùng. Chỗ này nó là product.name, chỗ này là product.image. Một cái nữa đó là tiêu đề chấm description. Cái này chúng ta xem trong cái này nó là cái gì. Đây có lẽ là giá, chúng ta sẽ cho giá vào đây là product chấm price chấm tu trinh n2 giá đấy nhá. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta kiểm tra, nếu giá nó điền bằng không, tức là product chấm price bằng không thì chúng ta không thể điền giá bằng không được, thì mà chúng ta sẽ phải là liên hệ và ngược lại thì mới hiển thị giá lên. Chúng ta muốn viết một cái biểu thức ba giới này, chúng ta phải thêm cái dấu ngoặc đơn vào đây thì mới viết được. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa ra được cái danh sách, thì vậy chúng ta phải quay trở lại controller và chúng ta phân trang nó. Chúng ta sẽ tiêm cái service vào product controller, i product service ở ngoài, i product service product service. Sau đó chỗ này sẽ là code phân trang. Ok, chúng ta sẽ vào phần map infra này. Chúng ta nhìn thấy là trong bài trước và trong phần Angular thì chúng ta có nhìn thấy cái page generation set này, nó chứa các thông tin về page là số trang, cao là tổng số, total page là tổng số trang, total cao là số item lấy ra, và item là danh sách các cái item mà chúng ta lấy ra để hiển thị. Người ta thêm một số thuộc tính cho thằng này, in total page thì rồi max page sẽ là tổng số trang hiển thị. Sau đó một cái nữa public in. Ok, chúng ta sẽ nhìn thấy vậy. Ok rồi, sau đó chúng ta sẽ gán nó như sau. Chúng ta có phần data, chúng ta sẽ lấy cái model product, model bằng product service chấm get. Ở đây chúng ta chưa có cái phương thức để get, vậy chúng ta sẽ implementation, chúng ta khai báo một cái phương thức nữa để lấy ra iEnumerable product get list product by category id paging. Tên hơi dài một chút, chúng ta sẽ cần id của category, id, sau đó đến in page và in page size. Chúng ta có out ra một cái total row, chúng ta sẽ triển khai cái phương thức đó.
out này chúng ta sẽ out in. Legend này tiếp theo bên dưới phần triển khai chúng ta sẽ triển khai như sau. Chúng ta sẽ return ra, chúng ta sẽ va một cái queryable bằng product category product repository, chúng ta get multi với cái bản ghi status bằng true và cái category id bằng category id chuyển vào. Sau khi lấy ra rồi thì nó sẽ lấy ra được một cái enable label ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái, chúng ta sẽ gắn cái total row này bằng cái query chấm cao, tức là đến đoạn này nó sẽ lấy ra cái giá trị total row và gắn vào biến đấy để nó lấy ra được danh sách. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ return ra cái query chấm skip, skip từ bản ghi số với trang là 1 thì chúng ta sẽ gửi bản ghi số 0. Vậy chúng ta sẽ có page trừ 1 và nhân nhân với page size. Thì ví dụ page bằng 1 thì nó sẽ skip từ 0 và nó take đúng bằng page size. Take bằng 1 bằng page trừ 1 nhân với page size. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây chúng ta sẽ ví dụ nếu trang là 1 vào, chúng ta sẽ lấy từ bản ghi số 0 lấy 20. Đến khi mà trang nó bằng trang 2 thì 2 trừ 1 bằng 1, 1 nhân 20. Chỗ này ví dụ page size là 20 20 nó sẽ lấy từ bản ghi số 20 đến bản ghi số 40. Đó. Chính là cái cách để chúng ta phân trang rất ngắn gọn. Sau khi mà chúng ta đẩy ra rồi thì chúng ta sẽ get paging, chúng ta có product ID ở đây là sẽ, chúng ta không phải viết đây mà viết vào đây một cái category ID này, page chúng ta truyền vào một cái in page thế thôi. Page size thì ở đây chúng ta sẽ in page size bằng 20 đi, chúng ta truyền vào và một cái int out total row bằng bằng 0 đi, gán bằng 0, sau đó chúng ta out ra. Out ra có nghĩa là chạy qua phương thức này nó sẽ out ra cái giá trị của total row để biết tổng số bản ghi là bao nhiêu. Cái page size này chúng ta sẽ cấu hình nó ở trong phần app setting này. App key page size với value bằng 20 đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái config chấm, cái config này chúng ta cần phải xây dựng một cái common ở trong phần status common này để chúng ta sẽ lấy, giúp chúng ta lấy ra nhanh hơn. Chúng ta có một cái lớp config helper public này, phương thức public static trả về kiểu string. Chúng ta có thể lấy ra tùy, lấy ra từng con config một. Đây chúng ta get by key string key return, chỗ này sẽ là configuration manager. Chúng ta phải add reference của cái system.configuration vào chấm app setting key của nó cho truyền vào và chúng ta to string. Đã.
Xong rồi, chúng ta sẽ config chúng ta nhập chỗ này phải là thằng product controller này, chúng ta sẽ add đến cái project project common chưa có đây, chúng ta sẽ build lại config này, config helper ở chỗ này tên của là class, nó phải là config helper. Rồi chấm get by key, key của nó sẽ là page size. Và chỗ này phải chuyển đổi sang kiểu in. Không thể convert được string to in. In.path. Với điều kiện chúng ta phải cấu hình đúng, nếu không cấu hình sai là sai đấy. Sau đó chúng ta sẽ vào một cái page g set bằng new, một cái page pagination set ở đây, tức là một cái đối tượng để đóng gói. Đối tượng bài này nó trả về product view model, bởi vì ra ngoài chúng ta chỉ quan tâm đến product view model, chúng ta không quan tâm đến thằng view model bên trong, thằng model bên trong. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ mapping nó ra và product view bằng mapper, chúng ta phải using thằng map vào map từ product sang product view model, truyền vào product model, truyền vào hai cái list enumerable, chỗ này cũng enumerable. Ok, sau đó chúng ta sẽ gán nó từng thuộc tính một. Ở đây chúng ta sẽ gán này cho đẹp. Item sẽ bằng cái chính là product view model. List item này. Max page thì chúng ta cũng cấu hình ở trong, tức là tổng số bản số 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 trang mà lớn nhất để chúng ta hiển thị là bao nhiêu. Chúng ta sẽ cào thêm một cái config nữa. Thì toàn bộ config chúng ta sẽ để ra đây. Map page bằng 5 thôi. Map page bằng in.path config helper get by key. Map page này. Tiếp theo là page sẽ bằng cái page truyền vào total count. Total count ở đây chúng ta sẽ là total row. Và total page ở đây chúng ta sẽ phải tính số trang dựa trên số bản ghi và page size. Có cho control den để chúng ta làm đẹp code. Ở đây chúng ta sẽ tính toán như sau. Chúng ta có in total page bằng 0. Chúng ta có cái total page sẽ bằng cái total row chia cho cái page size, thì phải chuyển đổi sang dạng double. Sau đó từ đó chúng ta dùng cái math.selling để làm tròn lên cái biến này. Sau khi làm tròn rồi, chúng ta sẽ chuyển đổi nó sang kiểu in để tính ra to the page và nó gán về cho thằng client. Sau đó thằng page reset này chúng ta chỉ cần truyền vào đây đó, thì có nghĩa là toàn bộ phần phân trang đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ go to cái
view để chúng ta khai báo. Cái này không phải là enable level nữa mà nó sẽ là pagination set với cái ở chỗ này sẽ là còn nó sẽ là common đó. Khai báo cái này. Vậy ở dưới này cái model của chúng ta sẽ không chấm ra được mà model chấm item. Bởi vì cái model của chúng ta đây là một cái pagination set. Ở đây nó vẫn đang nhận là một cái, chúng ta sẽ tắt đi và bật lại, chúng ta build lại. Clean thì đối với thằng này nó mới nhận, để xem vào đây được đó, model ở đây nó báo là không tồn tại. Chúng ta xem cái này khi khai báo một lúc sau nó mới nhận. Đây nó đã nhận được model.item. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu cái ở đây chúng ta sẽ thu cái này lại. Trong trường hợp mà nếu cái model.item ở đây chúng ta go to controller và chúng ta bổ sung thêm thông tin cho nó, chúng ta có cao ở đây chúng ta đang bị F12 cái cao này chúng ta bằng cái item product view model chấm count thì chúng ta sẽ lấy được cái giá trị cao của nó ở ngay bên dưới. Model chấm count mà lớn hơn không, tức là lớn không thì chúng ta mới bắt đầu lặp, còn nếu mà ngược lại mà nhỏ hơn không bằng không thì chúng ta sẽ thêm một cái deep class text center. Ở đây chúng ta sẽ là không có bảng ghi nào được tìm thấy nếu không có một sản phẩm nào. Còn nếu có sản phẩm thì chúng ta sẽ hiển thị nó. Ok, chúng ta lấy truy cập ở trong thuộc tính item của cái model này, bởi vì model này là một cái page set. Theo đó, dưới phần grid product chúng ta sẽ có clear fix và bên dưới này chúng ta sẽ hiển thị phần phân trang ở đây. Và phân trang thì chúng ta có thể lấy ở trong cái này thì nó template này không có, chúng ta có thể ghé vào get bootstrap vào started, nó có cái component nó có cái pagination này, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái next previous, có rất nhiều kiểu phân trang. Mình sẽ lấy cái kiểu đầu tiên theo cái cách phong cách của bootstrap default pagination đi. Chúng ta có một cái thẻ navigation thêm vào đây, chúng ta sẽ chạy thử
để biết xem cái giá trị của nó. Ngoài ra, ngoài cái thông tin này ra là chúng ta ở đây nó báo gì không thể assign cho, bởi vì nó là read only. Read only thì không cần, tự nhiên nó sẽ có, bởi vì nó đã tự lấy ở trong cái item này rồi. Chúng ta cần một cái nữa, đó là một cái view path. Chúng ta trả về một cái view path chấm category, tức là trả về đối tượng category này để chúng ta lấy cái thông tin của tên của category để hiển thị ra. Chúng ta có tiêm vào tiếp một cái service nữa, i product category service, tiêm vào controller. This product category service. Và ở đây chúng ta có category bằng get by ID. ID của chúng ta sẽ truyền vào là cái in này. Chúng ta chỉ cần dùng mapper chấm map từ cái product category sang product category view model. Đó là chúng ta đã gắn vào cái biến view back này. Đây là một dictionary mà bài trước chúng ta đã nhìn thấy rồi. Cái key tên là category này chúng ta có thể truy cập được ở bên thằng view bằng cách var category bằng này. Chúng ta chỉ cần ép một kiểu nó sang thành product category view model. Ở đây chúng ta phải truyền vào namespace thì mới nhận được ra, bởi vì là cái này chúng ta không using. Using ở đây cũng được, các bạn có thể using nhưng mà mình không thích. Ok, thằng category này chúng ta đã lấy về được một giá trị cho nó và chúng ta có thể hiển thị ở đây tên của cái category. Ở đây category chấm name, chỗ này là một cái url của category. Chúng ta có thể hiển thị cái này có một thôi thì chúng ta có thể lấy url này, category chấm alias, sau đó gạch ngang, sau đó chấm pc gạch ngang. Nếu mà cách các bạn sẽ bị nhầm, các bạn thế này cho ngay, chấm pc gạch ngang category chấm id chấm, chỗ này cũng phải có gạch để nó không bị phân biệt dùng chấm html đây đó, và thêm dấu gạch như vậy. Sản phẩm chỗ này sẽ là tổng số sản phẩm trên cái nhánh đấy, nó sẽ là model chấm total cao sản phẩm. Tiếp theo đó là phần hiển thị phân trang. Hiển thị phân trang ở đây chúng ta có một cái nút previous và một nút next. Ở đây là danh sách cái phân trang. Chúng ta hiển thị sản phẩm này. Cái ALT này chúng ta sẽ là tên sản phẩm để cho nó tối ưu. Xem nhanh. Ok, đến phần này chúng ta sẽ hiển thị phần phân trang nó ra theo cái thông tin trả về từ controller đây. Chúng ta sẽ làm tắt một chỗ này, mình sẽ trình bày lại cái chỗ này như sau. Ở đây chúng ta có cái hàm cái lab chúng ta vừa mới có template mà chúng ta copy get bootstrap về. Pagination với danh sách thẻ A và cái thẻ lab ở đây. Chúng ta có, nếu mà cái tổng số trang ở trong cái model này mà lớn hơn 1 thì chúng ta mới hiển thị cái phần phân trang lên. Chúng ta tính toán ra được cái số bắt đầu và số kết thúc của việc lập trang. Chúng ta không lập tất cả các trang ra mà chúng ta sẽ lập dựa theo cái lấy cái số bắt đầu là cái số từ số lớn nhất của 1 cho đến cái
cái trang hiện tại trừ đi tổng số trang hiển thị, tức là ví dụ như là một trừ, tức là nó sẽ là lấy số lớn nhất, nếu mà không cái này có nó dưới 5 trang thì nó sẽ lấy từ hiển thị trừ trang số 1 cho đến cái số trang của từ dưới số nhỏ nhất của tổng số trang cho đến cái số trang hiện tại và cộng tổng số trang chia 2, tức là nó luôn luôn nó tính làm sao để nó vừa vặn nhất cái số trang mà bằng đúng cái số trang mà chúng ta quy định max page là bằng 5, chúng ta không hiển thị nhiều hơn. Công thức này mình đã nghiên cứu lâu rồi nhưng mà các bạn sẽ phải chạy thử các bạn mới biết được. Ví dụ ở trang đầu tiên là trang số tổng số trang 20 và số trang hiện tại là 5, thì vậy sẽ là trang bắt đầu của nó sẽ là 5 từ 1, lấy số lớn nhất của 1 từ 1 cho đến 5 trừ đi max page của nó sẽ là 5 và 0, 0 chia 2 bằng 0,5, thì max của nó vẫn là 1, lấy từ 1 cho đến cái tổng số trang là 20. Nhưng chỗ này sẽ là trang 5 trừ cộng với 20 và 25, 25 chia 2 15, 12,5, mà chỗ này sẽ là 20, cho nên nó chỉ hiển thị từ 1 đến 5 thôi. Chỗ này công thức này có nghĩa là các bạn sẽ hạn chế cái số trang hiển thị ra, tiến đến đâu thì nó sẽ tiến đến đấy và các bạn không phải. Đối với chỗ lắp trang thì các bạn có phần đầu tiên đó là phần nút first và nút previous. Nút first thì nó luôn chuyển về trang 1, previous chuyển về trang hiện tại trừ 1. Lập đó từ trang hiện tại đến trang cuối cùng của hai cái biến này, chúng ta có lập ra số trang số 1 2 3 4. Cái nào mà là bằng cái trang hiện tại thì chúng ta hãy tiếp. Để chỗ này là nút chỗ này sẽ là nút next và nút last, tức là nút trang cuối cùng bằng chính tổng số trang. Next thì bằng số trang hiện tại cộng 1. Đó, chúng ta hiển thị ra như vậy. Và có một cái nữa là chúng ta còn thiếu, đó là cái page này chúng ta nếu mà không có trang nào thì nó sẽ bị null, nên chúng ta phải gán cái giá trị mặc định cho nó bằng 1, thì luôn luôn trang đầu tiên của nó sẽ là 1. Chúng ta phải thêm khoảng hai bản ghi vào thì chúng ta mới có thể test được cái phần này. Chúng ta sẽ vào phần nước hoa, chúng ta chuyển hết sản phẩm này sang nước hoa, như thế thì nó sẽ dễ tìm hơn. Vào kim cương cũng sang nước hoa, vậy chúng ta vào phần nước hoa sẽ nhìn thấy là page nó bằng 1, ID bằng 10, lấy ra được tổng số bản ghi là 3, tổng số trang là tính ra là vẫn là một trang bởi vì page size của nó sẽ là 20 cơ. Chúng ta chạy vẫn không hiển thị ra cái trang bởi vì tổng số trang của nó vẫn nhiều hơn cái số bản ghi của nó có. Chúng ta sẽ thử chuyển cái này sang bằng một thôi, vậy là phải có 3 trang. Trang 2, trang 3. Các cái này nó bị cái này nó bị không có icon. Chúng ta chưa dùng Bootstrap chính xác vào cái này, cho nên là nó chưa có icon. Dùng Bootstrap rồi nhưng mà nó chưa có cái thông số icon.
chúng ta muốn nhúng cái icon vào phone aware thì chúng ta phải vào trang của nó, download started. Đây chúng ta chỉ cần nhúng cái firmware admin này là chúng ta có thể CSS form. Rồi chúng ta sẽ nhúng nó vào cái asset này, client. Chúng ta nhúng vào cái view layout. Set client CSS chính nhúng cái này. Ok. Các cái thông số cấu hình chúng ta nên để ra app setting thì nó sẽ dễ dàng hơn. Sau này chúng ta cấu hình lại. Phần server ok rồi. Đó, chúng ta có icon rồi. Đó, rất đơn giản, phân trang rất đẹp. Cái nút active này chúng ta xem. Với cái trang số 2 thì chúng ta phải có cái nút cái sự kiện active, cái nút active. Tên của class của nó đặt ở trong cái không phải thẻ A mà sẽ nằm ở chỗ active của thẻ Y. Đó, đó. Ok. Đó chính là phần phân trang của phần sản phẩm. Chúng ta sẽ xem lại cái đoạn code này. Quan trọng nhất cái đoạn tính toán này mình đã giúp bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là tổng số trang của nó là 5, luôn luôn là 5, mình chỉ cho hiển thị 5 thôi, thì 5 chia 2 là 2,5, mà số trang hiện tại của nó sẽ là 1, 1 trừ đi 2,5 thì nó sẽ là âm 1, thì max của nó vẫn là 1, luôn luôn là 1, tức là số bắt đầu của nó luôn là 1. Và tổng số trang ví dụ ở đây sẽ là 20 chẳng hạn, thì trang hiện tại của nó là 10 thì nó sẽ lấy là 10 cộng với lại 20 chia 5 chia 2 bằng 2,5, 10 của 2,5 bằng 12,5, và 12,5 với 20 thì nó chỉ lấy cái giá trị là 12. Đó, nó chỉ lấy một cái giá trị của max max chia 2, max max chia 2 mà lại còn cái khoảng cách này hơi bị khó giải thích một chút. Các bạn có thể copy cái câu lệnh này, mình sẽ share cái code này đối với các bạn sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình sẽ commit cái code này lên sục chi. Lần này mình sẽ không commit bằng Visual Studio nữa mà chúng ta sẽ commit bằng sục chi. Chúng ta tạo một cái nhánh số 44. Các file mà chúng ta thêm mới ở đây, chúng ta tích hết. Chúng ta sang file status, chúng ta chọn pending thì nó sẽ hiển thị được các cái file mà chúng ta sửa. Chúng ta thêm mới.
pagination for product put lên 44. Đó, bên này là tự động nó nhận được là commit hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.